Ok, chào cả nhà nha. Hôm nay mắc ô mặt cả nhà ơi. Ô mặt trên đây này cả nhà. Cái cốc nha, cái mà ô mặt không cả nhà. Cả nhà thấy hay á, cho em được like lên cái kênh rồi chia sẻ cả nhà. Cái người vào mình lên tiếp cả nhà ơi. Để em lên bắt cái nhà xem cả nhà nha. Mắc ô mặt cả nhà ơi. Ô mặt nha. Bên đây tối mặt nè. Em cả nhà. Mới hết trắng. Không mắc là gì anh nha. Nên đồ nghiệp cũng bắt cái gì cũng nhà cả nhà ơi. Bữa qua thử coi có quay gì bơi giờ dừa nha. Miễn mà nó có rồi mặt hay cắt, không có rồi mặt quay gì dừa thôi. Nghe nha. Có mặt nữa nha. Sao? Để chụp cho cái hình lên nha. Rồi. Đang cái nhà ơi. Nước mà này nha. Mất. Này cầm thang lên cái ơi. Này lên cái coi. Cầm về bên đây nữa. Lên cái này. Không thấy. Này cái cầm thang này nha. Đúng không mẹ cái nhà? Mất cái nhà cái nhà. Chứ mất cái nhà nó cảm mẹ. Không mà cái nhà. Rồi qua đi. Lên nhánh qua nè. Lên nhánh nó qua đi. Đi rồi đi. Không. Cái trắng rồi nè. Qua rồi chứ ơi. Để dây qua rồi mặt chứ. Ô rồi mặt cũng yên mất cái nhà. Mặt rồi nha. Mặt tôi có nhiều cái chữ thề. Em chữ thề cái nhà không cả gì nha. Chưa đúng rồi. Thấy được rồi. Em cắt như thế nha. Đây. Trong túi nè. Im luôn rồi. Đấy, nên né cha coi quay đâu mà cắt này thật ra. Cái kỹ kỹ á. Nè cắt mà không nha. Ây da dính rồi. Dính kim nữa nha. Mà đây, cho mà đây. Im có lít không? Có lít. Ừ, mà im luôn nha. Đưa cô quỷ mặt cái này. Viết sát thì nghe cái này. Đó, đó. Mặt im nha cái này. Mặt sáng này tôi im cái này. Nhấn xuống rồi video cánh cái nhà xem nha. Mình nè. Xuống cái nhà ơi. Xuống. Đấy, thấy. Cái bình luôn. Xuống cái nhà. Kết thúc video cả nhà ơi.